đúng không các bạn? Cơ B là bằng 28,4, đúng không? Các bạn mình sẽ xuống khác không? Mình sẽ lấy ra chi phí chi cho vali thì mình sẽ ra cơ. Giờ này hỏi các bạn đơn vị của cơ là gì? Mã thể chu kỳ. À, triệu trên vali nhá. Tại vì đơn vị của mình ở đây là vali thì được. Cái này phải là triệu trên vali nha. Rồi mình thấy là cơ B nhỏ hơn A, có nghĩa là một cái vali đạt được từ lúc B, cái chi phí nó bỏ ra ít hơn. Như vậy cái thuốc này là quá lời đúng không? À, số tiền bỏ ra cho mỗi pha ly thì ít mà lại mua được nhiều pha ly. Như vậy mình sẽ chọn B có chi phí thỏ dụng vượt trội A. Và bài này thì mình không cần phải tính ai cơ. À, khi mà mình tính ra cơ mà cơ B nhỏ hơn cơ A thì mình không cần phải tính ai cơ nữa. Rồi được chưa? Giờ các bạn làm bài số 1 và lên bài.